sẽ khởi công xây cái chòi của dân miền Tây. Thì đây là cái đường đi ra ngoài chòi nè, là cái cầu bắc ở bên kia, chòi mình sẽ xây bên đó, là cầu với bác tạm thôi, chỉ làm đỡ đi, khi mà cái chòi hoàn thành mới làm lại cái cầu, cái này chỉ làm đi đỡ thôi. Thì có cây vịnh để mình đi qua. Cái vị trí chòi sẽ làm như thế này, lát mình sẽ đốn cái cây này đi, mình làm cái chòi khoảng nhỏ nhỏ thôi để làm cái chỗ nghỉ ngơi dừng chân và anh em giao lưu đến ghé thăm dân miền Tây. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình. Thì hôm nay có tin là áp thấp nhiệt đới mà không biết có trời mưa hay không, hy vọng là trời không mưa để mình hoàn thành cái chòi. Làm ở cái khu đất trống này chỉ nhỏ thôi, tí xíu nữa có mấy chú mấy cậu là phụ làm. Thì bên đây mình sẽ hướng ra ngoài cái lộ mình kia, nhà của mình thì trong đó. Tí xíu nó sẽ bắt đầu gom cây về để mà dựng lên. Thì hy vọng các bạn sẽ ủng hộ dân miền Tây ha. Dưới đây là cái hồ mình nuôi cá nè, đang mới mình mới thả cá trê thôi. Còn cái đường thì mình đắp, mình đẩy cát, cát cho nó sạch để mình đi. Bên kia là đường đi ra ngoài chuồng ếch. Ngoài mướp sáng rất là đẹp. Mốt khuôn viên này sẽ là cái khu vực mà mình quay phim cho nó đẹp chút xíu. Là mình đi vô nè, đường vô nhà đó. Thì mình làm bằng cát, đại cát đi, cho đi cho nó sạch để khi mà trời mưa. Rau trồng, gừng, cây gỗ mới trồng được mới thôi. Đó là mấy cái cây cần cua, rau cần cua. Giờ phải chi chuyển cái mới cột này nè về cái chỗ làm chòi, chặt sẵn lột vỏ rồi cái việc giác về nè. Rồi bắt đầu làm chòi phải chín nè cô Tư. Cu Ly hay Tí. Phải giới thiệu phải chín với cu Ly sao vậy. Bây giờ bắt đầu dựng chòi các bạn. Chắc là dự là buổi sáng với xong cái xuồng hàng này từ từ làm. Cây tập trung ở đây. Không nắng nhưng mà rất là nóng. Show show ngược lại chi trời. Bay gắt đi xuống rồi. Trời ơi, cái xe am dí cái chùm ruột luôn. Cầm sòn á. Cái thang à? Vô, thang này cao cao một cái rồi. Cái da nó vô luôn rồi. Cái nào cũng tí đứng được hả? Vô đứng tới rồi. Sao tới được? Cái thang ra. Thôi thế.
bà té chứ kìa. Mang đôi dép nè. Trời ơi, mang dép bà trời. Chiếc đực không ra chiếc đực mà chiếc cái mà chiếc cái. Bó tay chứ. Chỗ tôi kêu làm chuyện là đây lên nó quẹo vô nữa. Rồi còn mấy cây tàm mà ấy đó, tàm vắng vắng á, làm bắt thang leo lên. Tôi cho làm cái hai cây cứ làm bắt thang lên. Tôi cắt đấy chứ. Thank you.
Đây các bạn, cái chòi mình cơ bản nó làm được nhiêu đây nè, mới làm được cái sườn với giờ chuẩn bị lắp dán sàn lên. Trời cũng đang mưa ướt cái tên các bạn, xình quá tí xình, dính dép, dầm mưa làm luôn, xíu nữa sẽ lọt cái mái trên. Hôm nay áp thấp mưa từ sáng giờ luôn. Nghe cây gòn tại vịnh của mình nó mọc cái nấm gì lạ lạ các bạn. Cây gòn cắt nè, làm tại vịnh đi qua bên kia, bên kia đi qua cái chòi. Thấy không? Mưa bể lầy luôn, dơ rất là dơ. Giờ mình đào đất, nhưng mà mưa cũng mấy mình cũng làm. Mình xin tạm dừng phần 1 làm chòi ở đây. Các bạn xem tiếp ha, cái tiếp phần 2 và cái ngày ăn mừng hoàn thành chòi của mình nha. Các bạn xem tiếp phần 2 nha các bạn.